Hi, Mận xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Xuân Mận Family Cuộc Sống ở Đức. Hôm nay Mận quay cảnh đường phố cũng như nhà cửa ở bên Đức này cho mọi người xem cho vui nha. Nếu những ai yêu mến kênh Gia Đình Mận, đừng quên cho gia đình xin một like cũng như một cái đăng ký bấm chuông để ủng hộ Mận làm những cái video tiếp theo. Đó, đây là cảnh đường phố và nhà cửa. Vào mùa đông thì thấy nó hơi ảm đạm, nó buồn ha mọi người. Và không thể thiếu được đó là tài xế. Tài xế Alo, xin chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Còn này là hai nhóc nhà Mận, cục vàng 4 số 9 nè. Đó, đi đâu cũng kể nhà. Trước khi quay cảnh đường phố thì cũng ra mắt với mọi người về gia đình Mận. Hai con cũng như chồng, một chồng hai con. À, trời hôm nay mưa bay bay mọi người. Ngày trời tiết báo là tiếng bộ nữa là gió bão, mưa to gió lớn. Bên đường thì ở bên Đức này thì người ta trồng cây rất là nhiều nha mọi người. Và đây là nhà. Mưa cho nên cái kính của Mận nó hơi mờ mờ tí xíu, kính xe. Này mùa hè thì còn thấy cây còn lá xanh tươi, chứ mùa đông là chỉ có thấy cành với cây thôi. Này cũng bên nhà. Ở trong phố này thì nói chung ở dưới thì người ta làm tiệm buôn bán, còn ở trên thì người ta ở hay là người ta mở cái tiệm tập thể dục thể thao, hay là người ta buôn bán kinh doanh. Mọi người nói chung là ở bên đất này người ta tận dụng hết đó. Cái nhà Benin hả? Đó, cái chỗ đó là bán chuyên bán đồ gia dụng trong gia đình nha, coi như tủ bàn ghế giường. Giờ nó đang hạ giá đó, 30% rát bạc đó mọi người. Đường đây là đường Einbahnstraße, tức là mình chỉ chạy vô chứ không được chạy ra. À, đường một chiều á mọi người. Ở đây có đôi băng nè, là nhà ngân hàng của Đức hả anh? Thì ngân hàng Deutsche Bank ở Việt Nam cũng có Deutsche Bank nhé. Còn trước kia ngân hàng của em đó. Này ngân hàng Sparkasse. Đây thì tiệm bán quần áo. Giờ gia đình Mận đi vào trong bãi. Đó, nhà cửa đường phố thì chỉ có vậy thôi mọi người. Cái nhà trước kia là nhà của làm giấy tờ của thành phố. Bữa nào Mận có dịp Mận đi làm giấy tờ, Mận sẽ quay cho mọi người nha. Đây là cái bãi ô tô nằm ở sau cái khu nhà này. Phải đi tới đằng trước kia. Giá lạnh phất phơ. Ở trước đây cái chữ xanh xanh đó là tiệm phở Việt Nam mình nha. Mấy cha con ổng đi nhanh rồi chưa. Nhà cửa đường phố.
Tiệm này là tiệm bán vàng bạc đá quý. Đá quý vàng bạc. Chờ em đi với. Ở đây thì bán điện thoại. Ở dưới này cũng có một cái quán trà sữa trân châu nha. Nhưng mà người Việt Nam bán rất là dễ thương luôn. Cũng là tiệm Việt Nam đây. Đây là tiệm trà sữa trân châu. Mới mở nhưng mà của Việt Nam mình. Nhưng mà mặn hay vô đây mua uống lắm. Nhà cửa, phong cảnh, đường phố. Ở trước kia là nhà thờ nha mọi người. Đó, nhà thờ xanh xanh, cái mái xanh xanh nhìn là biết nhà thờ rồi. Này thì người ta mới mở cái tiệm bán điện thoại này cũng khá là lớn nha. Thôi giá cả người ta đỡ mặn, vô coi thử một cái thôi. Đây, cái iPhone 12 Pro Max 256GB, bây giờ hiện tại bây giờ là còn 859 nha. Này 869. Cái đen này thì 929 đó, 12 Pro Max đó. Là cái này là tới 512MB lận nha. Má má cũng chưa có biết ở tiệm nó đỡ chỗ nào nữa con. Thôi thôi cái đó tính sau đi 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 đi. Đây nè. iPhone 14 nè con. Đó, iPhone 14 hiện tại bây giờ là 1000 ha. 909 nha, 128MB. Gần ngàn. Còn bên này nè. Coi bên này thử gì đây. À bên này 256MB thì 989, cũng nói chung cũng gần ngàn á mọi người. Để con đi. Đó, mặn đứng ở ngoài mặn quay một vài cái cho mọi người xem thôi. À, ở đây cũng có tiệm Việt Nam nữa nè, mới vừa mở nha, làm móng tay móng chân. Đó, ai đến thành phố Rainer này muốn làm móng tay móng chân thì vô đây thì có đầy đủ. Này mặn đi mặn quay thì mặn quay thôi nha, mặn thích thì mặn quay mặn chia sẻ chứ không có ai mà trả công hay là mặn quảng cáo que bùng gì cho ai nha. Tại vì mặn làm YouTube thì mặn đi đến đâu mặn gặp mặn quay đến đó. Cái này tiệm hai anh em, đồ bán đồ dành cho mùa đông. Cái này là cái đường chính của trung tâm thành phố, đi thẳng một mù xuống như kia nè. Ở dưới kia cũng có một cái nhà thờ cao chót vót đó mọi người. Này tiệm làm tóc Frisure. Ở bên đây thì cũng có tiệm bánh mì. Nó quay nhà cửa đường phố cho mọi người. Nhưng mà mặn review luôn các cái mặt hàng buôn bán ở bên đất này. À, mọi người đi đi hả? À, tiệm nail mới mở nữa hả? Ở đâu vô? À, so. À, quay quảng cáo luôn, quay chia sẻ luôn đỡ có ai muốn đi làm tay móng chân ở thành phố Rainer thì cũng biết chỗ nha. Cứ vô trong phố này đi vòng vòng chút là có ngay. Mới mở khoảng tháng ông xã mà không làm móng tay móng chân mà biết hết á. Biết hết trơn à. Mặn mặn không có để ý nha. Đây. Đây cái tiệm nè, tiệm Việt Nam nè mới mở nè, móng tay móng chân. Gắn lông mi luôn. Đó. Thì làm gì thì mặn cũng chưa có vào đây làm bao giờ nha, cho nên mặn cũng không biết có những dịch vụ gì. Nhưng mà mặn thấy ở ngoài bảng này là có gắn lông mi nè. Móng tay.
màu hồng rất là đẹp hả mọi người, tiệm làm màu hồng đẹp quá. Thì thôi Mận cũng quay tí xíu chia sẻ với mọi người, thì Mận cũng xin dừng clip tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye con.